Cô đâu? Ở quận 9. Rồi Viên sao? Tới đầu đi. Mình phải bế cháu nó ra đây. Rồi. Về. Bây giờ vẫn cứ đi đó. Mày sáng thức dậy có đau qua đâu? Không, cái tay phải nâng vai bên cái. Đi lên đứng. Thử bên đây. Không có bế cháu này nha. Rồi nâng lên kéo cho ban cái đó là chùm đá dưới rửa dưới nhà cũ. Bây giờ giơ tay lên coi ngon lành chưa, xuống đi đó, tay giơ kia lên, tay giơ, tay giơ được chưa? Thôi dữ dằn lắm đó nha. Đó rồi, được rồi, tôi lấy ra to mua rượu uống rồi nha, không có cho mấy cháu nữa. Rồi ở đâu tới? Ở Bình Thạnh gần đây. Tôi đi sao? Lần đầu tiên buồn nghỉ rồi thứ nhất là phải chồm đá dùng gan thì dùng cổ ha. Còn bà uống thì bà sẽ uống rượu ớt với rượu nhào trước rồi cốt tính sao uống rượu ớt với rượu nhào thôi. Còn cái rượu ớt cái là bà uống từ cái thấp rồi tăng liều từ nha, để nó giải quyết cái rượu nhĩ các bạn. Rồi nằm xuống kéo bên cái lưng bên rồi bẻ lưng bên luôn, bẻ cho biết. Và nó có gì thêm con rồi. Yeah, nhớ thầy lời thầy dạy là cái ớt á, rượu ớt á, uống á, mới đầu ít rồi tăng liều từ từ nha. Cái liều tối đa của bà là 3 muỗng. Nha. À, trời ơi, bà muốn cơm chết chết. Bà muốn cà phê. Nhưng mà bà uống á là một lần muỗng thôi. Nhưng mà uống dần dần lên muỗng rưỡi hai muỗng, cái đó là cái tháng sau nha. Rồi đi đi sao người đẹp này sao? Dạ em á là tiếng lần đó bị thói quá hai đốm cổ rồi hay bị như còn bỏ bị gai gáy rồi. Rồi tim á thì rối loạn, tim tim á đập nhanh nên hiện giờ em đang đến nửa như con 25 và nửa như Everest. Uống một co thì cô có bị vỡ mạch máu không? À, thế gì nó sao? Tại vì người ta cho uống đương nhiên là tại vì người ta sợ là nó bị thiếu máu từ tim rồi nó làm cho cái động mạch vành nó bị co thế này. Nhưng mà giờ bắt đầu em uống ăn 16 tháng nha. À, đừng ăn bia mới ăn lại. Tại vì em biết là sao? Em bữa nay tại vì phải uống kháng sinh đó em, nó mấy ngày thôi chứ mấy bữa ăn bị gì? Bị gì kháng sinh? Em bị nhức răng đang chữa răng. Nó đang chữa răng mà uống kháng sinh em. Dạ. Thôi cái đó phải chấp nhận. Dạ. Nên em giờ em uống được. Được, chưa nào hết em làm. Rồi
cái quan trọng là em muốn cái rửa. Được, em muốn rửa cái rửa nhà, hai cái đó hỗ trợ nha. Nhưng mà riêng cái rửa tôi muốn nói như nè, cái rửa em muốn là em muốn từ thấp cho lên tới cao, là cái liều tối đa em là 2 muỗng cà phê. Thì uống xong như rồi khoảng chừng tháng, tháng mấy hay tháng gì dần lại đây. Nhưng mà em muốn cái đó là ổn rồi. Là tim nó ổn không? Bảo đảm. Nếu mà em uống được ớt là em có thể ngưng hết cái tay được. Được. Không cần. Tại cái rửa có giải quyết nó mạnh hơn con co luôn. Nó mạnh hơn thuốc chống đông luôn. Vậy em phải uống thời gian em muốn vô em thấy khỏe hơn. Bây giờ em uống không co cái nhiều. Thực ra uống là để cho em thấy là em an tâm thôi, chứ nó không có rõ hiện rõ. Nhưng mà em muốn rửa nó rất là rõ luôn. Em sẽ thấy bớt một cách rõ ràng luôn. Thành ra là em muốn cứ tăng liều lên cho tôi. Rồi. Cho em hỏi rồi, em có 2 thằng con nó bị xỉu, cho em uống rửa được. Được, nó bao nhiêu tuổi? Nó đứa 20, nó 20. Được, được. Rồi em cho nó uống luôn rượu nhào. Nó giải quyết cái xỉu nó luôn. Cái nhào nó chơi xỉu hay lắm. Thì em cho nó uống giữa ớt với nhà luôn. Rồi em giải nó hốt không khí. Nó hốt nhiều nào lấy sau này nó bớt cái xỉu. Rồi đồng thời em phải cho nó bơi lội. Cho em xin mua cái chai xịt. Là nó hay nhảy mũi dữ lắm. Sáng là nó nhảy mũi liên tục. Nó bị viêm mũi dính thôi mà. Thì em mua cái lọ mà dầu dầu ngải mà xịt chữa với xoan á. Cái đó xịt. Xịt đó. Còn nếu như mà nãy giờ tôi hướng dẫn cho mấy người mà xúc miệng nước ớt như thay như nước loãng á, nếu mà làm được cái đó thì càng tốt nữa. Rửa ớt pha. Rửa ớt pha với một ly nước ấm rồi cò. Cò nè. Rồi xong rồi bắt đầu là rút cái đó vô thì gọi xong cái bắt đầu mình hết cái ly nhỏ đó xong mình lấy một muỗng mật ong mình ngậm đều tráng đều hết cái miệng đều tráng miệng hết xong bắt đầu uống nước lọc vô từ 15-20 buổi sáng chịu khó vô đó rồi xong rồi mới xịt cái mũi thì nó trong vòng tuần lễ là nó ổn hết rồi. Em không cần giường đá, cần chết em cần chết à. Em dùng đá gan chứ không cần cổ em. Đấy, nha, rồi nằm xuống đi. Cô này lưng cổ. Rồi, ok. Trông hơi nó đã. Rồi lấy lại cho mấy cái đồ. Mấy tại sao mấy người cái đồ kéo cổ á. Okay. Rồi nàng này 16 tháng nha. Dạ. Ừ. Rồi sao? Dạ em bị đau hai cái khớp. Rồi. Rồi. Lại bây giờ em đang cái tay em phải hôm nay dở không có lên tới đây coi là bắt đầu nó vướng. Lâu lâu rồi nó bật quan cái là nó đau. Dạ. Rồi bây giờ cái lưng hôm nay là nó đau xuống tới cái cổ đây luôn. Đây luôn. Xuống tới đây luôn. Dạ. Mấy bữa trước này không bị, bây giờ bắt đầu bị như đó. Rồi. Dạ. Rồi bắt đầu đau đau cái lưng nữa. Rồi cái tay á là em đi xe khoảng chừng 2 cây số là bắt đầu nó tê. Nó tê nó dòi cổ. Dạ. Còn buổi sáng á là bắt đầu nó ngắt cái chân vậy nè, em phải rồi là bị viêm rồi, khớp dần thấp luôn rồi. Dạ. Đứng dậy. Rồi vũ tay trước, vũ bên đây trước. Vũ tay trước. Không, em đừng để vũ, để tay vũ cho em. Trời ơi, tôi gỗ thân bà này chưa. Vũ. Rồi, bây giờ phải từ từ. Bây giờ em cử động cho ta lên bên kia kìa. Cô nói sao rồi? Đỡ không? Sao cái tay bên này, cái tay này nó nhẹ quá. Rồi, 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 ok, đi luôn. Trời ơi, bây giờ ta đau ra giữa mắt nè. Rồi, giờ giờ quay lại đây tôi coi. Má ơi, xíu gì đâu. Rồi, ngồi đây. Rồi nâng lên. Nâng lên. Bắt buộc nha, 16 tháng nha. Đâu? Đâu? Đây. Em á 16 đó cái chùm đá. Yeah. Chùm đá đây. Yeah. Rồi em uống 3 thứ luôn, yeah. Rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp, cô này bị viêm ra khớp dạ thấp luôn rồi. Yeah. Nhưng mà có cái điều mà thầy muốn nói với em á
là ruột gốc chưa có thì em phải đặt ở đây đi rồi ta sẽ gửi cho em. Một cái nữa, thôi em ra em mua cho tôi một lọ dầu ngải, em bôi mấy cái này nè. Thay vì tối em ngủ em xài kem thì em bôi cái này, mấy cái này mất hết. Vài bữa uống rửa xong nó sạch hết rồi. Ủa dầu ngải cái này hết. Hết đó. Nên xíu ra ngoài nó mua cái dầu ngải. Bôi cái mấy vết nám thì vài bữa mất hết rồi. Chứ cái mặt này. Dầu ngải mặt... kia sức gì vậy thầy? Đó à, nó chữa nám, chữa bụng, đồ chữa đồ hết. À, nhưng mà tại vì là cái máu huyết không lưu thông này nó bị sinh sự vào bữa này lắng lo hết đi. Không sao đâu, nằm xuống để cho nó sướng. Trời ơi, làm ơn làm phước ăn buổi sáng lắm dùng cho luôn nghe. Em xuống được 4 kg nó đã đứt rồi. Không sao đâu, không phải đâu. Tại vì khi nó tới cái kilo đó mà em vẫn tiếp tục ăn nó vẫn không lên được là hoặc là không xuống nữa là cái đó là lý tưởng của em rồi. Hồi đó chơi. Em đang ra cái này phải đi không? Không. Không không, cái đâu cũng bấm nữa là cái này gối. Tại vì sao biết không? Tại vì nhẹ quá, nó đè hai cái gối này. Em đi đường trường thì em đi được nhưng mà em lên cầu thang là em rất là cẩn thận không biết. Không, em nghe là thầy đi em dùng hết ba cái thứ này rồi cái thứ như cái nữa là em phải nhớ một điều là phải 16 tháng em phải xuống kilo vài bữa em sẽ thay đổi hết, em không cần dùng thuốc gì ngoài cái này được rồi nha. Ủa là rồi cái tay chơi chơi lại con ngon chưa? Nhẹ nhàng lắm. Ở đâu? Ở ngoài thấy luôn. Cái bọn này, cái tay này một dẹp quá rồi. Sao đây? Ghê. Ông uống thuốc tay này bụng bự vậy nè. Bạn uống thuốc tay nó khổ vậy. Ôi vậy hả? Đây là ba của em nè. Rồi, bây giờ bị cái gì? Bị gì ra? Cái bọn dạ, bây giờ vậy nè, ông đi đâu cần gì đâu, giờ lấy thuốc về uống hả? Lấy thuốc cho mua đá, trường ở đây, trường bên cổ ha, trường ở đây, ở đây ha, trường đây ha, trường bên ngực này ha, uống hai loại rượu, rượu ớt với rượu nhào đủ rồi. Rồi nhớ 16 tháng hút không khí rồi ha, rồi trường đá ha, rồi hút không khí thì vài bữa nó ổn, không sao đâu. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đó là hồi nãy thầy dạy cái vụ mà uống rượu ớt mà khò đó rồi làm cho ông già nha, rồi về đi rồi tháng sau vô đây khám lại. Dạ bao xin nữa là điều trị khỏi không bác sĩ? Khỏi, đừng lo, bây giờ cứ tập trung của thầy đi, nhưng mà riêng cái rượu ớt á là ông tăng liều từ lên. Nhưng mà để em nói hôm bữa là bao có mạnh lắm, xong cái tình cự của chị mới chỉ em mới biết ra là bữa đi chích thuốc giảm đau, đi chích thuốc khỏe đùn lên hết, nhưng mà bữa đó xong cái ông anh ông mới cho được một cái ít rượu, cái uống cái thấy chưa hết, xong cái bữa sau cái là định đi xuống bóng cái xong điện thoại cái là bữa thứ ba cái nó thứ hai tuần này là em có giải cái bữa em đi hút rót ra đem ra rượu lên liền, sau uống trưa đó mà tối nó vòng sao nó không khỏe, không khỏe không, cũng cách thức mà anh giống đi cái là đó, yên tâm đi, bán sẽ khỏe, nhưng bây giờ phải trồng tiếp đá nữa. Khi chậm đá ở đây rồi không uống rượu, nhưng mà rượu cũng tăng liều nó từ 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 từ, còn rượu nhà thì bình thường vậy. Nhưng mà bây giờ dạy hỏi chứ còn uống thuốc gì không, chứ thế ngày tối là phải uống thuốc nhiều lắm. Trời, cái bụng này không cần uống cái này, khi áp dụng của thầy dạy uống khỏe thì là không có. Thầy vừa bỏ hết thuốc luôn đây này, thuốc lên đâu. Nhưng mà bây giờ ông có cái hàng xỉn một cái này. Cái này đi đâu? Cái này cần mới xỉn. Cái này hỗ trợ thôi. Hỗ trợ thôi, chứ họ không uống thuốc gì nữa. Rồi xong. Không tay
thì ba người kia. Bây giờ không uống vậy, bây giờ uống theo cái cách của thầy đi. Cũng như là đi uống nước bát để đi ba người ăn. Bây giờ bà là trường đá ha, rồi bà uống rượu ớt, rượu nhào, rượu khốt luôn. Chứ tất nhiên là giờ rượu khốt chưa có, nhưng mà trưa chiều có. Không lo, bây giờ đây có uống rượu ớt bà hết đi. Mẹ con có bảo ở đây không? Để mẹ cho mẹ con không? Không, không cần ở đây, bên này không cần ở đây. À, cái này về uống là hết rồi, không cần. À, những cái trường hợp nào cần thiết à, thì kêu ở lại, còn cái này không cần thiết. Có cần như... phải dùng đá dùng bẹn không thầy? Có, dùng đá dùng gan dùng bẹn. Hai cái đầu gói thì dùng nhất. Rồi chườm đầu gói luôn. À. Rồi về uống đúng nghi như thầy là hết rồi. Rồi nằm xuống đi. Về ra. Mẹ con ở một quê, con ở trong này á thầy. Còn nếu như mà ở đây được mấy hôm thì ở đây cho bây giờ tới thứ tư. Bởi vì mẹ cũng có làm nhiều lắm. Một giờ rưỡi, một giờ rưỡi lại đây làm thủ tục cho bà là đâu. Rồi em lại đây em kè bán mấy bữa đây, bụ bán. Không, em không mở được cho mẹ, em mở được. Được, được tới thứ tư. Rồi vậy ra mẹ, hết em, rồi. Mẹ em về em chữa mẹ em con được không? Được, rồi về làm thủ tục cho bà. Rồi, để, được để, rồi. Để điều trị cho bà cho đỡ chứ bao nhiêu quê. Được, thôi thôi vậy cho bà đây một giờ rưỡi tới. Dạ, rồi. Rồi chỉ cho uống uống ít rồi để cho nó ổn. Rồi đi tiếp đi ơi. Nhanh lên. Nàng này đi rồi đi chó nè. Nhà làm gì mà tới giờ mới đi. Mệt. Đừng khát, không cần khát. Bây giờ đi uống này hết nè. Ừ. Đây đây. Rồi nằm xuống đi. Nói là biết liền. Đừng có miếng ngon nha. Không quất một cái rớt lửa ra đi. Rồi nghe thầy dặn ha. Bây giờ về á là mua hai cặp đá, một cặp cho ở cái gan mình nè, một cặp cho ở cổ ha. Rồi uống rượu ớt thì uống rượu ớt cái tăng liều giống như nãy nói á. Rồi em uống cái mà dạ, trong tuần lễ là tiêm hết mà rồi thì ngon ha. Rồi với mạnh lắm đó, rồi uống rượu ớt với rượu nhà đủ rồi. Mấy cái này nhẹ nhàng cứ làm theo đúng thầy lời thầy đi, về bữa là ngon. Ừ. Rượu ớt cái nước rồi rượu ớt với bột nhau rồi. Với lại có bà chị đi làm mà không có đi khám được, bà chị ra cuộc sống ớt nhà khi nào quay lại tháng sau là ổn nhiều lắm rồi. Lại để báo cáo kết quả cho thầy nghe tin.